Các bạn có nhu cầu mua nick thì nhớ truy cập ngay shop nick của mình là nickdaoquân.vn nha. Link shop mình để phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, ok, chào các bạn, quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay đệ tử của mình cũng đã mắc chỉ số các bạn. Đây là mắc chỉ số của dạng 17 tỷ nhá. Thì bây giờ mình sẽ cần phải up lên 17 tỷ, rồi sau đó mình sẽ mở dạng sức mạnh cho đệ tử lên 40 tỷ. Rồi lúc đó mình sẽ giảm sức mạnh. Đó, cái hành trình số 1 của mình là như vậy đấy các bạn. Mình sẽ chỉ up lên 40 tỷ thôi, bởi vì đợt này là mình chơi HP mà. Là cũng không cần thiết phải lên 50 tỷ làm gì. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cần phải mua bùa đó. Mình sẽ làm quả bùa trí tuệ này. Tầm khoảng 24 giờ đi các bạn. Xem 24 giờ có lên được không nhá. Bùa mạnh mẽ này. Thêm cái da trâu nữa. Và tất nhiên là up lâu thì phải có bùa dẻo dai rồi. Chứ không không có thì mình không đủ đâu các bạn. Không có thì không đủ lực để up đâu. Rồi. Hôm nay mình có sắm thêm một set sức đánh cho đệ tử nữa. Set này là mua tạm thôi, mua tạm để cho đệ tử mặc ấy. Đệ tử sức đánh cao thì mình cũng được thơm lây đúng không? Cởi cái giáp ra. Đó, đường 33k sức đánh nha các bạn nha. À đây, mình sẽ cho đệ tử mặc cải trang mùa hè. Còn mình thì mặc được Akura thôi. Đó, 38k HP. À, 38k sức đánh nhầm. Rồi, bây giờ thì chuyển thôi. Mình sẽ qua tương lai để mình up nha các bạn nhé. À quên. Để mà up nhanh chúng ta sẽ cần phải có bùa X3, X4 nha các bạn. Đây, mình sẽ mua 24 giờ 3 loại bùa này. Ui, khá là chát đấy. Nhưng có bùa X4 đã 180 ngọc trên 8 giờ rồi các bạn. Để chát thật sự luôn. Rồi, với khoảng 2.000 phút tự luyện tập. Thì nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình like nhá. Mình sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất mình trở thành một chùm sơ cấp 1 của server 8 set Kadix. Nhưng mà chơi xe ra mà chơi sơ cấp 1 thì nó hơi khoai. Nhiều lúc nó bị hành kinh lắm. Nó bị trái đất nó hành cho sấp mặt các bạn ạ. Thì nó không có nhiều khống chế mà. Mình sẽ qua map Sen 3 để mình up nha các bạn nhé. Đợt này là mình không có mang set Kadix trên người. Đây mình mặc một set tiềm năng sức mạnh. Đó, găng sức đánh này. Cái giày thì hút ki. Ok chưa? Cải trang hút máu, thế là vừa rồi. Uầy, được 500k tiềm năng một phát các bạn ạ. Đấy là chí mạng nhé. Còn không chí mạng thì được 200k tiềm năng một phát. Thế này thì cũng rất là nhanh, mình sẽ đạt được 17 tỷ thôi. Các bạn cứ chờ nha. Rồi, và đây là kết quả sau 8 tiếng của mình các bạn ạ. Mình lên được 12 tỷ sức mạnh. Tiện thể là mình sẽ đi mở nội tại nha các bạn nha. Quả này là nháp tí. Lên được quá 10 tỷ sức mạnh thì phải nháp quả nội tại với các bạn. Xem là nó sẽ ra cái gì. Chói này. Tiềm năng sức mạnh này. Ồ, cái này ngon này. Có cái này mình up lên 17 tỷ 9 nhanh thôi. Thôi, mở thêm phát nữa đi. Khiên. Ồ, quả khiên này thì 26% thôi. Atomic này. Không lấy. Ôi biến hình này các bạn này. Biến hình thì quá ngon đối với set Kadix luôn. Lại biến hình tiếp. Toàn biến hình ngon nhưng mà mình chưa cần. Đấm Garlic này. Chí mạng này. Khiên này. Mình mục tiêu của cuối cùng mình là mở được nội tại khiên nhé các bạn nhé. Mở được cái khiên nào đó nó xịn xịn một tí. Tự phát nổ. Uầy. Quả tự phát nổ này xịn thế. 50% luôn các bạn ạ. Ui khiên 41% các bạn ạ. Ui ngon. Quả nháp thế này thì chất lượng quá các bạn ạ. Rồi quá ngon luôn các bạn. Quả khiên 41% thì cũng là tuyệt vời rồi. Thì nó chỉ kém cái giới hạn max là 14% thôi. Và 14% thì cũng thoải mái. Rồi vậy là mình sẽ lấy nội tại này các bạn nha các bạn nhá. Giờ mình sẽ tiếp tục up lên 17 tỷ 9. Rồi ok, mình đã lên được 17 tỷ các bạn ạ. Mất khoảng hơn nửa ngày. Thì để mình xem là mình hết bao nhiêu tiếng nhé các bạn nhé. Với cả là bây giờ mình sẽ đi mở dạng sức mạnh luôn. Hôm trước là mình mua bùa 24 tiếng đúng không? Cửa hàng bùa này. Ở mất 16 tiếng các bạn. Cái này còn 8 tiếng. Đó, mất 16 tiếng mình đã up lên được 17 tỷ rồi. Thế là mua cái bùa này hơi thừa nhỉ. Tự nhiên lại có cái bùa X3, X4. Phí tiền quá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi mở dạng nhá. Mở cho đệ tử thôi. Mình chỉ mở cho đệ tử lên được 40 tỷ nha các bạn nhá. Đó. Mở lên 50 tỷ thì nó cần cái điều kiện gì? Hình như là mình cũng phải mở dạng sức mạnh thì nó mới cho mình mở lên 50 tỷ đấy các bạn. À đâu, phải cần đấu thần. Nhầm. Mình chỉ cần đấu thần thôi, còn mở lên 60 tỷ thì mình mới cần cái điều kiện gì đó.
Đồ thân thì ở nhà mình có, không phải lo. Đây, cái này là mình mua sẵn để sau này đệ tử lên VIP thì mình mặc các bạn. Đây, mình sẽ mặc một món đồ thần trên người là đủ. Cho đệ tử. Ok. Nâng giới hạn lên 60 tỷ rồi. Bây giờ mình úp max cái chỉ số đó rồi mình giảm sức mạnh là vừa đấy các bạn. Và trong quá trình up thì mình có đánh rơi một cái găng KO các bạn. Đó. Cái găng này thì bán vào shop đây các bạn. Bán vào shop xem được bao nhiêu tiền thì được. Thì bây giờ thì mình cũng tranh thủ đi đập đồ lên các bạn nhé. Có nhiều bạn hỏi là tại sao mình cứ giữ khỉ 4 ý. Kiểu là không có tiền mua skill hay sao mà phải giữ khỉ 4. Thực ra không phải mình không có tiền, mà là do mình nghèo thôi. Đó, mình muốn là tận dụng cái tiềm năng này này. Bởi cái tiềm năng này khi mà mình giảm sức mạnh thì nó cũng mất hết ý. Là mình cứ dùng tiềm năng để học skill. Đó. Đằng nào trong cái quá trình up thì mình cũng không có cần dùng skill nhiều mà. Nên là mình cứ tận dụng tiềm năng để học skill đi. Bây giờ chắc cũng học xong khỉ 5 rồi các bạn. Nói chuyện này. Đó, khỉ 5. Giờ mình học lên khỉ 6 nữa nha các bạn nha. Học kỹ năng này. Đó, khỉ 6 học hết 750 triệu tiềm năng. Nó khá là rẻ so với đống tiềm năng của mình. Đó, thì mình sẽ học bằng tiềm năng luôn nhá. Đống này mình học bằng tiềm năng luôn. Khỉ 5 rồi. Xịn sao luôn. Khỉ 5 là khỉ tóc vàng hay sao nhỉ? Ừ, khỉ 5 khỉ tóc vàng. Khỉ 6 là khỉ tóc vàng cam. Còn khỉ 7 là khỉ tóc trắng. Rồi bây giờ thì mình sẽ tranh thủ mình đi đập đồ nhé các bạn nhé. Đây, mình còn cái găng này là chưa lên được 5 sao. Thì mình sẽ đập cái găng này cho nó lên 5 sao luôn nhá. Nó không biết có lên được không? 2 tỷ vàng nó vẫn ít lắm. Nó vẫn thực sự rất là ít các bạn. Mình sẽ đập thử đi. Pha lên vào trang bị. Rồi, chỉnh chít lên cao nhất đi, 20 chấm. Lên nào, lên nào. Làm quả tất tay luôn. Ô, lên là 5 sao rồi các bạn. 5 sao rồi. Ui, 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 ngon, ngon, ngon. Còn cái giáp. Thử cái giáp đi. Rồi, cái giáp thì hơi đen rồi. Rồi, giờ mình sẽ đập viên 2 sao vào nha các bạn nhá. Mình cũng có mua thêm một ít ngọc nữa để mình mua vô hình nhé. Chứ mình kiếm không được phiếu giá đâu cả. Nên là mình đành phải mua vô hình bằng 2 ngọc thôi. Cũng khá là chát nhưng mà thôi, hết cách rồi. Tìm không được phiếu giá đâu cả. Với cả không có vô hình thì mình đi up cũng rất là khổ ấy. Đó, ok. Được một phiếu giá VIP các bạn ạ. Biết thế ngày xưa mua Dracula thì mình mua luôn vô hình đi. Phiếu giá VIP phải được có một ngày. Vô hình thì cho đứa Akura cho đệ tử. Rồi, set Kha'Zix thì mình mặc nhé các bạn nhá. Đây, giờ mình sẽ đập viên 2 sao vào trong cái găng này luôn. Vậy là mình đã có full set Kha'Zix 5 sao rồi. Ngon chưa? Quá ngon luôn đúng không? Ok. À, nó ép sao trang bị chứ nhầm. Rồi, vậy là set giáp của mình bây giờ lên được 87%. Thực ra chỉ 85% là mắc thôi, nhưng mà mình cũng phải chuẩn bị đến đến khi nào mà cái cá heo nó hết thì mình sẽ có cái để bù vào. Rồi. Bây giờ thì thôi, chắc là clip mình sẽ tạm dừng tại đây nhá. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like nhá. Cảm ơn đã xem, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sắp tới. Bây giờ thì mình phải đi update tử tiếp đây. Bye bye.